Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử vi về nhân tướng học, về những ai mà sinh vào những ngày này thì cuộc đời của người đó sẽ được định sẵn. Đây là ngày sinh của người có số, khổ trước sướng sau, hậu vận thì rủng rỉnh tiền tiêu. Với mỗi người chúng ta sinh ra thì đều đã mang một số mệnh khác nhau. Có người thì khổ trước sướng sau, có người lại sướng trước khổ sau. Và điều đó nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ những xuất thân trong gia đình đến ngày tháng năm sinh và môi trường trong xã hội. Với những người sinh vào những ngày này thì tuy là tiền vận có vất vả và gian lao, song nhờ vào biết tính khí tu nhân tích đức, nỗ lực phấn đấu nên trung vận và hậu vận của họ luôn dự báo sẽ được giàu sang phú quý, rủng rỉnh tiền tiêu. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với những ai mà sinh vào ngày 29 âm lịch, về trong xem bói ngày sinh cho biết thì đối với những người sinh vào ngày 29 theo âm lịch thì phần lớn đều thuộc tiếp người thông minh, rất hoạt bát, có tài năng thiên bẩm. Từ tuổi thơ thì rất nhiều người phải chịu cảnh thiệt thòi thua kém về bạn bè và mặt vật chất. Do đó, với suy nghĩ của những người này cũng trưởng thành và chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Vì không được ưu ái như nhiều người khác, nên ở trong thâm tâm với những người sinh vào ngày này đã nhận biết được rằng nếu mà bản thân không cố gắng, không tự mình đứng lên sau khi vấp ngã, thì sẽ chẳng có ai kéo mình đứng dậy. Với những thành công, nó không xuất phát từ hoàn cảnh và xuất thân mà nó do tư duy và ý chí tạo nên. Nếu như càng vấp ngã thì con người mới càng trưởng thành. Và điều quan trọng là phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Với mỗi một trái tim độc lập và kiên cường như vậy thì đứng trước bất kỳ một cơn bão táp nào của cuộc đời thì họ cũng đều vượt qua mà còn mạnh mẽ hơn trước. Và đến khi trưởng thành thì những người này lại được Thượng Đế chiếu cố toàn vẹn và gặp rất nhiều điều may mắn. Đến tuổi trung niên cũng là lúc mà họ được cuộc đời đền đáp sau những trắc trở và khó khăn đã phải trải qua, và con đường công danh sự nghiệp thì đặc biệt vượng phát, tài vận thì dồi dào. Mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ là những điều khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là còn ghen tị. Và các bạn thân mến, về thứ hai là đối với những ai mà sinh vào ngày 23 âm lịch. Về theo lịch và niên cho biết thì đối với những người mà sinh vào ngày 23 âm lịch là người luôn sống rất hòa đồng, thẳng thắn và giàu lòng trắc ẩn. Với một tấm lòng từ bi của Bồ Tát thì họ sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn và khó khăn, có thể là dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của họ mà không toan tính những chuyện thiệt hơn. Trong nhân tình thế ái thì đều có thể thay đổi, chỉ có tình người là thứ có thể trường tồn theo thời gian. Và tu nhân tích đức nó làm việc thiện, và những trái ngọt thu được sẽ mãi mãi lưu danh. Và sự chín chắn thì chứa chan tinh thần trách nhiệm của những người sinh vào ngày này và luôn luôn được mọi người nể trọng. Về trong xem bói tử vi của nhân tướng học cho biết thì với những người sinh vào ngày 23 theo âm lịch thì là người sẽ có nhiều cơ hội phát tài phát lộc và luôn thu được những thành công vang dội khi về già, bởi những phẩm chất và tính cách tốt mà họ đã từng xây dựng. Mặc dù là tiền vận long đong và lận đận, gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng nếu chịu khó chăm chỉ làm việc khi còn trẻ thì hậu vận chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên, với cả niềm tin tốt lên, cả tình lẫn tiền đều như ước nguyện. Điều này
sẽ cho phép họ tận hưởng một cuộc sống cùng con cháu khi về già. Và các bạn thân mến, về thứ ba là với những ai mà sinh vào ngày 17 âm lịch, về trong xem bói ngày sinh cho biết, thì với những người nào mà sinh vào ngày 17 âm lịch là không chỉ mạnh mẽ, cá tính luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, mà còn sống có trách nhiệm và rất nguyên tắc. Chính vì những tính cách như vậy nên tiền vận dù có xuất thân trong một gia đình nghèo khó hay là giàu sang thì họ vẫn thường tự mình xây dựng cơ đồ mà không cần phải nhờ vả hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Với việc mà đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và mong muốn mọi thứ phải thật chỉn chu, trọn vẹn, với những người sinh vào ngày 17 âm lịch thì thường hay tự gây áp lực cho chính mình, khiến cho bản thân thường rơi vào trạng thái căng thẳng và bị mệt mỏi. Do đó, với những năm đầu khởi nghiệp, lúc tuổi trẻ thì nông nổi và bồng bột, nhưng cũng chưa tìm được cho mình con đường đúng đắn. Vì vậy mà con đường công danh sự nghiệp dự báo sẽ gặp nhiều trắc trở và rất khó khăn. Nhưng tuy nhiên, không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi lý tưởng, ngay cả khi mệt mỏi, muốn buông xuôi thì họ vẫn tiếp tục chịu đựng. Đến khi về già, họ là người nhã nhặn, bình tĩnh hơn. Từ đó, cuộc sống vì thế mà cũng thoải mái và nhàn hạ hơn nhiều. Và con đường công danh sự nghiệp lúc này cũng bền chắc, tiền bạc dồi dào, hôn nhân thì hạnh phúc, con cháu thì hiếu thảo. Và các bạn thân mến, về thứ tư là đối với những ai mà sinh vào ngày 16 âm lịch, về trong xem bói tử vi cho biết, thì với những ai mà sinh vào ngày 16 âm lịch thì đều là người rất thông minh và nhanh nhạy, là người luôn có tài ứng biến và có tố chất của nhà lãnh đạo. Nhưng tuy nhiên, trong những giai đoạn đầu đời thì tài năng ấy của họ không được công nhận, nên những mục tiêu tham vọng đặt ra đều dần bị phôi phai theo thời gian. Biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, với những người này thì luôn không ngừng động viên mình phải cố gắng nỗ lực để vượt qua mọi nghịch cảnh, tạo dựng niềm tin cho mọi người. Và trải qua thời gian đã qua bao biến động và thăng trầm của cuộc đời, người này càng lớn tuổi thì những người sinh vào ngày 16 âm lịch lại càng cứng rắn, mạnh mẽ hơn và tràn trề quyết tâm và đầy hy vọng. Về theo lịch vạn niên dự báo rằng, người này sau 45 tuổi, cuộc đời sẽ bước sang một trang mới đầy ắp những sự thành công và vĩ mãn. Tài sản rất ổn định, thăng tiến, có nhiều của ăn của để, gia đạo thì hạnh phúc trọn vẹn, và họ dường như sẽ đứng trên đỉnh cao của cuộc sống. Doanh thu và lợi nhuận đều là thứ không thể ngăn cản. Và các bạn thân mến, về thứ năm là đối với những ai mà sinh vào ngày mùng 2 âm lịch. Đối với những người nào sinh vào ngày mùng 2 âm lịch thì đa phần đều rất giàu ý chí và đầy nghị lực sống. Với những người này luôn đứng trước những khó khăn thì không bao giờ đầu hàng, mà luôn bình tĩnh đối mặt với thái độ lạc quan và tích cực. Với những năm đầu đời thì đã chịu nhiều vất vả, bôn ba bởi nhiều người có xuất thân không mấy khá giả, khi tuổi thơ cũng không được êm đềm như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tuy nhiên thì điều đó không đủ làm chùn bước tiến của người này. Dù phải chịu cảnh nghèo khó vất vả, thậm chí còn phải sống xa gia đình, nhưng nhờ vào ý chí kiên cường và nghị lực thì những người mà sinh vào ngày mùng 2 âm lịch thì không đầu hàng trước số phận, tinh thần sống như hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời của họ, thật sự là rất xúc động và đáng để noi gương. Đến khi lớn lên thì nhờ những trải nghiệm từ bé mà họ có thể tự tay tạo dựng cho mình cơ ngơi sự nghiệp. Cùng với đó thì tính cách mạnh mẽ độc lập của người sinh vào ngày này thì thu hút được vận quý nhân, nên con đường trong tương lai ngày càng sáng lạng và vinh quang. Với những người này, sau tuổi trung niên cũng là lúc mà số phận được đền đáp cho họ những phần thưởng xứng đáng. Với sự nghiệp ổn định, tiền bạc sẽ dư giả, khi về già thì luôn luôn bình yên và an phận nhất. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like,
hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.